Xin so, chào cô chú anh chị mình cần xa đã quay lại quý kênh mua bán vò kem bữa nay ha Bữa nay là ngày 25 tháng 5 2022 Bữa nay thì em báo giá cho anh chị là một bộ mẹ con cái xin tơ mua đẻ một con nhau chú gì. chị Thì con nó cũng là con bộ cái xin luôn chị gần 5 tháng nha Hiện tại thì nó vẫn còn bú nhau chú gì. chị Đó rồi bây giờ em sẽ tiến gần lại sẽ quay máy cho anh chị mình coi kỹ hơn nha Con bò cái xin con đầu trụi, xá mặt, xá lưng nó nghiêm chỉnh nha chị Mông to, hoa đen, cây đu lớn nha Rúng thì rúng chèn, bốn nhú đèo, chân móng trước sau nó thì đứng thẳng nha cô chú anh chị đó hoàn thiện ha đi đứng lành lặn nha cô chú chị hoàn thiện móng nó thì móng sò có kiên khú đàng hoàng nha cô chú anh chị đầu trụ đẹp ha thì con bò cái uh, sinh con này thì em lấy thước cam đo ngay xuống lưng thì nó cao gần mét bò nhau chú anh chị trước sau thì da đỏ mặt ha không có len giá hoa thì hoa đen hoa to cây đuôi lớn đàng hoàng anh chị đó dàn sông lưng đuôi gì không rất là đẹp nha anh chị uống mời ha chiều cao gần mét được gần 5 tháng tuổi nha chị ếm này nói chung là nghiêm chỉnh toàn bộ ha con bò cái xin con này thì này em kiểm tra trước sau á thì lông da sát, đỏ mặt liền bơn không có len giá nha cô chú gì hoàn toàn nghiêm chỉnh ha bò đẹp nhau chú gì mẹ nó cũng là dòng cái xin luôn nha gì đó dòng cái xin tơ hen, mối đẻ một con nha gì đó anh chị thấy bò con thì vẫn còn bú nha gì đó thì con bò này anh chị nuôi tầm khoảng là một tháng cho đến là một tháng rưỡi nữa thì nó sẽ cai sữa dần lần nhau chú gì tại vì bò này thì nó cũng lớn rồi ha đó rồi bây giờ em sẽ quay lên cho anh chị coi về con bò cái mẹ nó luôn cho anh chị mình coi ha. Thì em sẽ quay về phần sáng mặt nha gì. Con bò cái sinh mẹ này em kiểm tra thì sáng mặt, sát lưng nó nghiêm chỉnh ha. Đó dài đòn nha cô chú anh chị. Hoa thì hoa đen ha. Đó. Con bò này thì lông da sát nha. Lông da sát như vậy. Đó. Dưới đây là dàn rốn ha. Rốn dày, rốn chèn, bốn vú đều. Chân móng thì trước sau đứng thẳng hoàn thiện, xương to, móng sò nha vậy có kiên khố nhẹ ha, yếm đầy đủ luôn nha chị bò mẹ này thì lông da sét nè gì hoa thì hoa đen hoa to cậy đuôi to luôn nha chị lông da sét đỏ mặt tròn thân ngang không có len giá nhau chỗ gì đó chiều cao thì con bò cái xin mẹ này em lấy thước cam đo ngay số lưng thì nó cao là một m hai mươi sáu bò nha chị mới đẻ một con ha tức là lứa đầu tiên này chính là con bò cái vậy không con bò cái si đủ mời nha chị đang bú ha đó bò mẹ này em kiểm tra quầy răng thì mới bẻ hai răng nha chị con bò cái xin mẹ này thì anh chủ nhà có nói với em thì anh đã bơm 3B lại gần 2 tháng rồi nhau giống gì đã bơm tên là bò 3B được gần 2 tháng nha tất cả là nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị cái bò mẹ con này là cái bò mẹ con cái tơ như chị mới đẻ lứa đầu tiên hen và mới bơm 3B là gần 2 tháng như vậy chân móng xá tích dậu luồn vú rúng là nghiêm chỉnh hết đỏ mặt ha mẹ con này thì không có len giá hết nha cô chú anh chị hoàn toàn nghiêm chỉnh ha đó thì cái bộ mẹ con cái xin này thì anh chủ nhà báo giá của em là 41 triệu ha. 41 triệu cho cái bộ mẹ con cái xin này nha cô chú chị. Đó thì em mong thì những cô chú chị mình ở nhà và mình bấm theo dõi được cái video này của em. Và mình muốn mua cái bộ mẹ con này với mức giá là 41 triệu. Thì giá này còn thương lượng chút đỉnh từng xe nữa nha chú chị. 41 triệu cho cái bộ mẹ con này ha. Còn thương lượng chút đỉnh nha cô chú chị. Đó thì anh chị mình có theo dõi được cái điều này và mình cảm thấy ưng ý cái bộ mẹ con này mình muốn mua thì anh chị cứ mạnh dạn nhắc máy lên gọi trực tiếp ngay xuống khỏi em để cho mình hen để chúng ta là chốt cái con bò này nhau trốn gì